bắp nhà mình nhé. Đấy, đây là ông này. Là món này là món truyền thống này. Nếu mà ăn cái truyền thống ấy thì là một là ăn cái chân heo này. Hai là cái món sườn này là chính thức là của Bayern. Và cái vuốt này ấy, cái vuốt của Nürnberg, nếu mà vuốt này mới đúng là vuốt của Bayern. Đấy. Đấy, đấy là cái món truyền thống. Để tiếp tiếp. Rồi. Còn nữa, đây là pommes gì là của Mỹ rồi, đúng không? Nhưng mà có một cái món nữa gọi món Bratkartoffeln. Đây. Đây, món này cũng là món chính thức của Bayern này. Thường là món này ấy, người ta hay ăn với lại cái Schweinebraten này. Đây là Schweinebraten, là cái lợn, thịt lợn mà người ta cuộn mà xong người ta quay. Mùi to thế không đấy. À, cái quay, cái quay đấy, đấy, cái đấy là cả một cái thịt, miếng thịt bụng không, người ta cuộn bắt đầu người ta quay. Cái đây là cả củ khoai tây luôn đấy à? Là cả củ khoai tây người ta đấy. Luộc lên xong người ta hấp. Đây là gà đúng không? Đây là gà quay rồi. Đây là cái ao này ấy, là ngày xưa ấy, là đây là cái ao này trước nó nhỏ thôi, nhưng mà ông vua ông đến đây thì ông ấy thấy cái phong cảnh đây đẹp, duy nhất là cả cái rừng này chỉ có mỗi cái ao này được can thiệp bằng bàn tay con người thôi. Còn lại là tất cả nó tự nhiên. Trước thì nó cái ao nó không to như thế này, ông đào sớm mé bên kia nữa thôi. Đây gọi là công viên English Garden. Vườn anh. Trên trong này nhiều loài chim thú lắm đúng không? Đúng rồi, các loại chim thú luôn. Lát chúng ta để xem chim thú sau. Rồi bây giờ đến lúc chúng ta phải mua đồ để ăn rồi. Mua sườn đi anh. Mua sườn lớn này nhá. Okay. Nhưng cái sườn này nói trước là đặc biệt ở đấy nó hơi mặn. À. Đấy. Nhá. Thì bây giờ ăn sườn với lại kartoffeln salad nhá. Cái salad kartoffeln này. Đây à? Là cái này là ở nhà mình là không bao giờ có luôn. À. Cái này mà khoai tây với hành. Ừ. Ăn béo lại. Cái này là đồ nguội à? Sang. Những cái này ấy là thịt ấy, bánh ngọt. Cái này ấy, là thịt bắt đầu người ta xiên vào cái lòng của cái lòng non của cái con lợn, xong rồi người ta cho vào người ta hun khói, nó hun khói cỡ khoảng tuần, xong rồi người ta treo như kiểu nhà mình gọi là lợn gác bếp ấy. Đấy. Nhưng mà cái này có thể nó để được 2-3 năm mà nó không bị thiêu. Rồi chúng ta gọi đồ ăn sáng thôi. Bây giờ chúng ta gọi đồ ăn sáng. Thế là hay như mình làm cái chân lợn. Chân lợn à? Ờ. Cũng được. Làm cả mùa làm cả cái chân, cái da nó giòn ngon lắm. Ờ. Nhá. Rồi rồi. Ừ. Làm cái chân lợn với lại kartoffeln salad. Dạ. Ok. À rồi. Cái chân đấy, nhìn nha, những miếng của mình nha. Nghe nó thái đã giòn chưa? Đang quay rồi. Đấy. Ăn sáng như này là ngất luôn đấy. Đây này, Danke. Đây là ăn gọi là ăn điểm tâm nhé. Ăn sáng gọi ăn điểm tâm. Chưa phải ăn chính. Chưa phải ăn chính. À, Hà ăn gì em ạ? Ăn Hà thì quái ăn sáng, đồ ăn sáng. À. Đây là trứng gà luộc này. Trứng gà là có màu đỏ này hả? Không, trứng gà này người ta sơn à? Sơn. Đây là kia là kia giờ kìa, ở nhà mình gọi là format đấy. Rồi chúng mình đi thôi. Ủa bánh mì to này à? Dứa này. Cái bánh mì to kia. Bánh mì đấy thì ăn thua gì? Cái bánh mì rất là to. Đây là đồ ăn nguội. Và đây là bảng giá các món ăn thưa các bạn.
trung bình khoảng 7 đô à 7 euro đến 8 euro. 1 euro thì bằng 27.000 tiền Việt Nam. Chà, bên này là nơi mua cà phê để uống buổi sáng. Cà phê đi anh. Có uống thử cappuccino không? Có. Cappuccino nha. Vâng. Nó nhẹ hơn. Cappuccino. Các bạn, chúng ta đang đứng ở vườn Anh. Đây là một công viên được gọi là tiếng Đức gọi là English Garden. Đây là một cái công viên mà rộng 3,7 km vuông và trong vùng đông bắc của thành phố Munich. À, đây là một cái công viên vườn Anh, là một cái công viên rất là lớn và đầu tiên trên châu Âu và mọi người được phép tự do ra vào. Đây là một trong những cái công viên mà lớn nhất của thành phố Munich. Và đây là một cái nơi mà ưa chuộng của công dân thành phố Munich cùng với các những người du lịch đến với nước Đức và đến với thành phố Munich. Và vào năm 1789 thì một cái tuyển hầu của Bayern đã ban một cái lệnh thành lập một cái vườn. Vườn này đầu tiên là vườn của quân đội. Đấy, đây là nơi mà các quân lính trong quân đội có thể học tập và các kỹ năng trong vườn này, kỹ năng trong rừng này, rồi nghỉ ngơi trong quân đội. Đấy, và ngày xưa thì cái thành lập cái này là do một ý kiến của một cái ông bộ trưởng chiến tranh của thành phố Bayern Munich. Và tiếp theo từ tháng 8 năm 1789 thì theo lệnh của một vị vua ở đây á, thì công viên thành là một cái công đây thành tạo thành một cái công viên đầu tiên của châu Âu. Và công viên này có tên là công viên The Dock, nhưng mà không bao lâu thì có khái niệm là vườn Anh đã thắng thế, bởi vì vào mùa xuân năm 1792, công viên chính thức trở thành công viên công cộng cho 40.000 người dân Munich đến đây để tham quan, nghỉ dưỡng. Và hôm nay chúng ta ăn sáng tại khu vườn này. Ở trong này có một cái hồ có diện tích 86.410 m², lát nữa chúng ta sẽ đến tham quan. Và có một cái vườn đây, hồ này đây. Hồ này gọi là hồ Glenisilos. Và cái hồ này nó bắt đầu từ năm 1807. Người ta đã đào cái hồ này. Và ở đây có một quán bia rất là rộng. Quán bia này có thể tới dành cho khoảng 7.000 chỗ ngồi xung quanh quán bia này. Đấy. Và trong công viên này còn một cái đền thờ nữa theo phong cách của Hy Lạp, và một quán trà Nhật, và một cái tháp của Trung Hoa.
lát nữa chúng ta sẽ đi tham quan tiếp. Xin chào các bạn.